Rồi đi nè, đi qua bên kia coi căn nhà ha, cho bé ý vừa cầm quạt vừa ai đi vừa đi đúng rồi. Sao cái người xung quanh lại đi chơi câu cá? Bây giờ đi một vòng nè, đi một vòng thử nè. Khu này cũng nhiều trò chơi ha, xe điện nè, câu cá nè, đó câu cá vậy không? Ngồi cầm mấy em bé khoái cá là con cu, cái mỏ nó sắt nên câu câu à, để xúc đá ha. Nó làm nó sạn hay gì tới xúc cá là banh ghê kêu hoài. Tôi ra nhà xem chơi câu cá nha, tối thì lùi rồi cũng chơi gì nữa. Xe ngựa, xe ngựa vô anh. Em phải coi thử thôi. Sớm thì vậy. Đi cái này chóng mặt lắm. Giờ này biển người đi ở chợ cũng đông lắm. Trời ơi, té rồi. Đi qua sân khấu chính ha. Tráng nướng nè. Đi lại sân khấu chính nè. Cái bàn của anh Tùng. Cầu chứ không phải là cái cầu đá kia. Sân khấu bên kia đã lên đèn rồi đó. Tới. Và hy vọng rằng là tất cả các quý vị ở dưới sẽ cùng với Hải và anh Tùng sẽ chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng. Dạ, quý vị thân mến, vì sân khấu nó hơi xa, thì cái bàn này nó ở phía đằng sau, cho nên là chắc là cái việc tiếp cận với mọi người sẽ hơi khó khăn một chút. Cho nên là chương trình sẽ được chia làm hai phần. Phần đầu tiên là Tùng sẽ được phép đại diện ban tổ chức để cùng trò chuyện với Sơn Hải trước. Sau đó thì Tùng sẽ cùng xuống với quý vị để quý vị có thể đăng ký tham gia giao lưu trực tiếp với Sơn Hải, để có thể hỏi những câu hỏi về những cái món ăn mà mình muốn hỏi Sơn Hải chẳng hạn. Quý vị chuẩn bị trước điều đó nhé. Và bây giờ thì xin mời anh vào vị trí ghế của chương trình ngày hôm nay để cùng trò chuyện với người dân thành phố ạ. Dạ, anh Hải. Biết anh trên truyền hình đã lâu, gặp anh trong những cái chương trình khác cũng rất là nhiều, và với công việc làm một người chăm lo đời sống ẩm thực cho người dân á, thì bản thân anh khi mà nghĩ đến ngày Tết của mình đang chuẩn bị những gì ạ? Khi nói đến ngày Tết thì thật sự là anh nghĩ là phải đối với người dân Việt Nam đi bên đây, ta hai đi rồi ta cười với fan cái là lầm không? Tìm nãy nhầm.
chắc là quý vị ở dưới chúng ta cũng đã bắt đầu hòm hèm chuẩn bị cho ngày Tết năm mới rồi phải không ạ? Cùng tin là khi mà Tết đó thì ai cũng sẽ có một cái nỗi niềm riêng với trẻ con thì rất là mong Tết là bởi vì ai đều chưa gì hết đâu, con cá rồi đó thôi. Thứ hai là mới bước chân ra chưa được mấy bước nên là con cá rồi. Với đàn ông thì nghĩ rằng là Tết sẽ là cái dịp để mình chăm lo mọi người, đi qua đây để mình chăm lo cho vợ con mình tốt hơn. Và với phụ nữ thì chắc chắn là họ mong muốn được là cái chăm sóc cho con cái hơn. Và một trong những điều muốn diễn ra trong ngày hôm nay đó là người ta nói là Tết là phải ăn ngon, hành chính à, còn có con là làm tương nhiên tài trợ cường an chuyên bên mastery fpt rồi, bởi vì những cái món ăn của tây phương cũng du lịch là gòn sinh gia này s wifi hết trời à. Vậy thì anh Hải có thể cho biết là nếu như là gọi là em cũng mới khán giả ở đây mới biết những cái món ăn nào thật sự là món ăn thôi được rồi ha ha ha, được rồi ha, đùi hoài ha, mới vừa chơi nhà hơi xong ra rồi giờ câu cá tiếp. Tờ đồng gì đó sao? Hả? Gì? Nếu con ra nhà xong, họ là không có gì thì đi câu cá chứ. Cái này như là Thái. Không, cái này là của Malaysia. Sài Gòn,
bánh xếp chay. À, bánh xếp chay à. Chí con có ăn gì không, mẹ mua cho con? Con ăn cánh gà chiên giòn không? Hả? Con ăn cánh gà không nè, cánh gà chiên giòn nè. Tí nữa hết qua rồi. Bánh xếp chay mình cũng no quá. Hả? Ôi, trời ơi, nó cứ đòi câu cá. Sợ thiệt. Bé nói là không có chơi nữa. Xúc xích là xúc xích. Xúc xích khổng lồ. Gà quay, bánh bao, ốc bu Đồng Tháp, nướng chiên xanh. Con đọc cái đá chuối nữa. Khổng lồ luôn. Thôi đi, đi nữa, con không đứng đi hoài vậy. Cảm ơn cả cô. Đắng, ốc mỡ, ốc len, nghiêu, rồi ốc cà na, Đồng Khánh Hotel, Thái bên kia kìa. Ra ngồi ra. Dừng video này, qua video mới ha.